chọn con từ trước khi tạo thế gian. Ngài gọi con và khiến con đầy thuộc Ngài. Ngài quan tâm hằng lắng nghe lời của con kêu cầu, và con biết mình sinh ra để được yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.